Chị thương mọi bạn nhất tất cả các em. Hiện tại chị đang có mặt tại Nha Trang. Lần này thì chị đến Nha Trang du lịch cùng với một người bạn thân thiết của chị, đó chính là anh Điểu ở Thúy. Trong chuyến du lịch 5 ngày này thì chị dự định là sẽ đi chơi nhiều khu vui chơi ở Nha Trang như là Vinpearl, Viện Hải Dương Học và các đảo lớn nhỏ Nha Trang nữa. Chị nói là các đảo thôi nhưng mà chị nghĩ rằng chị chỉ đi được khoảng 4 đảo thôi. 4 đảo đấy là nơi có rất là nhiều trò chơi thú vị, cho nên chị nghĩ là mình sẽ quay video lại cho các em cùng xem luôn. Trong chuyến đi du lịch Nha Trang lần này thì nếu có thể chị sẽ làm một việc vô cùng quan trọng nữa, đó chính là gặp mặt các bạn thành viên Kinh Thơ Nguyễn ở Nha Trang. Cho nên chị đã mua rất là nhiều kẹo chua cũng như là kẹo thúi ở đây, để nếu mà gặp mặt được các bạn thì chị sẽ chia cho các bạn ăn cùng. Còn việc đầu tiên đi đến Nha Trang thì chị nghĩ rằng bây giờ cũng là khá muộn rồi, 5 giờ hơn rồi và bụng chị thì đã cồn cào. Chị lại là một con người có tâm hồn ăn uống nữa, nên chị sẽ lên phòng của anh Tiểu Bảo Bảo, rủ anh Tiểu Bảo Bảo đi ăn cùng. Tất nhiên là anh Tiểu Bảo sẽ đãi chị rồi. Nào, chúng ta cùng lên phòng anh Tiểu Bảo Bảo nhá. Cậu mở vô đi chơi chứ. Ta-da! Oh no! Hai đi, hai đi. Làm trò gì đấy? Không, hai chơi thôi. Quay chơi thôi. Xin giới thiệu với các em, đây chính là phòng khách sạn của anh Tiểu Bảo Bảo. Quay chơi thôi mà. Đây các em ạ. Cái nhìn này, có một cái gương cũng y chang như phòng chị luôn. Đó, sao mà phòng anh Tiểu Bảo Bảo thúi lộn xộn vậy ta? Ủa, anh đang làm gì á? À, anh Tiểu Bảo Bảo thúi đang lên đâu? Anh Tiểu Bảo Bảo thúi còn chê ngực nữa này kia. Ủa, cái gì đây? Cái gì đây? Chị đã có mặt tại một quán hải sản ở Nha Trang. Ở đây thì có rất là nhiều những con lạ lẫm mà chị chưa bao giờ thấy ở thành phố Hồ Chí Minh cả. Ví dụ như là con này, người ta nói con này là con nhung. Trông nó có rất là nhiều cái gai như là con nhím vậy. Vậy thì ăn nó như thế nào ta? Động vào thì khá là đau. Con cá này thì chị cũng chưa thấy bao giờ. Anh Tiểu Bảo Bảo biết cá này là cá gì không? Con cá này thì kỳ quá. Con cá này nhìn như con gì ta? Wow, con này là con bạch tuộc sống này. Một con bạch tuộc sống luôn. Nhìn sợ quá. Da nó sần sùi sần sùi. Ủa chị nhớ là bạch tuộc da trơn lắm mà ta, tại sao con bạch tuộc này da lại sần sùi vậy nhỉ? Đây là bạch tuộc đúng không anh? Nhìn thôi là đã thấy thích rồi. Bạch tuộc này thật là đáng yêu. Ở đây thì còn có rất là nhiều các con cá khác nhau, như là con cá màu xanh này, con cá màu cam này. Con cá này đẹp quá, chắc chị phải mua một em về nuôi mới được. Wow, tôm, ở bên kia còn có tôm hùm các em ạ. Đây nè. Con tôm hùm. Hôm trước thì chị có ăn một con tôm hùm rồi. Tuy nhiên hôm đó chế biến không được ngon lắm. Nếu mà con tôm hùm này được chế biến đúng cách thì sẽ cực kỳ ngon luôn. Nhìn đã quá các em ạ. Trò chuyện với các bạn nhỏ thì chị phát hiện ra rằng các bạn ấy cũng là khách du lịch giống như chị thôi. Và chị đã tặng các bạn kẹo siêu chua. Bây giờ thì chị sẽ chính thức đi vào việc chọn món. Chị sẽ ăn một cục đá này. Cái này là hào hay hàu gì ta? Hàu, hàu. Chị sẽ ăn những con này nữa. Con nhum, con này là con nhum. Còn con này là con sứa này kia. Chắc là đây là thịt sứa đã được cắt ra rồi. Sau khoảng 5 phút chờ đợi thì món đầu tiên đã được mang lên các em ạ. Đây chính là gỏi sứa, các em nhìn này. Wow, con sứa thì trong suốt luôn. Và nó còn sống đấy các em ạ, giống như kiểu là sashimi của Nhật Bản thì đây là hải sản sống. Chúng ta sẽ chấm với muối ớt xanh và ăn thử. Anh Tiểu Bảo Bảo thì không thích ăn những món ăn sống, mà chị thì rất là thích. Đẹp rồi các em nhìn này, trong suốt luôn, trong như kiểu là thạch rau câu vậy. Giòn như là món cá trích, cực kỳ thơm luôn.
mà thịt bên trong thì rất là ít các em ạ. Đây, chúng ta không ăn được cái vỏ ngoài mà chỉ ăn được một miếng thịt ở bên trong. Đâu rồi, thịt đâu rồi? À, thịt đây này các em. Đó, miếng tí xíu này thôi. Chị sẽ quay bên đây cho các em xem miếng thịt của nó. Đây, đấy, thịt của con Nhung đây này. Con nhỏ này thì là của anh Tiểu Bảo Thúi. Còn con to này là của chị. Bên ngoài là cái vỏ có rất là nhiều gai. Nếu mà chúng ta ăn vào thì sẽ rất là đau miệng. Và nó cũng không có gì để ăn luôn. Nhung này là nhung nướng mỡ hành em ạ. Chị sẽ ăn thử và cho các em xem cảm nhận nhé. Nhìn nó rất là giống một cái trái dừa khô. Bởi vì Nhung này ít thịt quá mà. Đây có mỗi một miếng tí xíu thịt như thế này. Khi ăn thì nó có vị mặn mặn, hơi đắng đắng một tí xíu. Nuốt vào sâu thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là ngọt. Một ký Nhung thì là 300.000. Một con như thế này là hơn nửa ký. Như vậy là một con như thế này là 150.000. 150.000 mà ăn không ngon bằng sứa. Một đĩa sứa như thế này thì chỉ có 150.000 thôi mà rất là ngon. Còn hôm nay thì không ngon lắm, nhưng mà thôi, do là 150.000 cho nên chị cố gắng ăn. Tiếp theo đó chính là một món ốc. Ốc này thì chị thấy khá là lạ. Đây cũng là lần đầu tiên chị nhìn thấy luôn. Em nhìn này, trông nó rất là giống một cái nón đúng không nào, và nó rất là nặng nữa. Người ta gọi nó là ốc nón. Ốc thì to thế nhưng mà thịt ốc thì bé tí à. Thì sẽ lấy ra cho các em xem luôn. Ồ, còn đây là phần ruột ốc rồi. Đó, chúng ta chỉ ăn được một phần này thôi. À, chị sẽ chấm muối tiêu chanh. Đôi ra thì bên trong nó sẽ như thế này. Đó. À, nướng phô mai con bò kìa. Thơm phức mùi phô mai luôn. Phô mai này không phải là phô mai con bò cười bởi vì nó có màu rất là vàng. Chị sẽ ăn thử xem nó như thế nào. Con này chúng ta lại ăn thấy mềm mềm, như kiểu là chưa chín vậy, nhưng mà lại rất là ngọt. Tuy nhiên thì hơi ít thì phải các em ạ. Còn đây là món bạch tuộc nướng. Hồi lúc nãy khi mà chị bắt em bạch tuộc này thì chị thấy nó to lắm à. Tại sao bây giờ nó có mỗi tí xíu như thế này các em ạ? Ít quá đi thôi. Từng này thì chỉ đủ chị ăn thôi, làm sao mà đủ anh Tiểu và Bảo Thúi ăn được. Chị sẽ ăn thử xem bạch tuộc ở đây có gì khác với bạch tuộc mà chị vẫn hay ăn mà nó lại đắt hơn như vậy. Y chang luôn. Ăn nó không có gì khác cả các em ạ. Thì bây giờ bụng của chị đã no căng rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của chị là về khách sạn và ngủ một giấc thật là ngon để sáng mai tiếp tục hành trình khám phá Nha Trang. Video của chị đến đây cũng là kết thúc luôn. Nếu như các em thích video của chị, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ bên mình nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn lại các em ở lúc sau.